loại trà đắt nhất thế giới, mỗi ký có giá tương đương với một tòa biệt thự. Sở dĩ nó có giá đắt đỏ đến như vậy vì được chế xuất từ một cây cổ thụ nằm treo leo ở lưng chừng núi đá, vô cùng khó lấy. Đất nước Trung Hoa từ lâu đã có văn hóa thưởng trà kéo dài hàng nghìn năm. Trong đó, một số loại trà hiếm có thể bảo quản lâu năm được bán với mức giá đắt hơn vàng. Chẳng hạn như trà Đại Hồng Bảo, chế xuất từ cây cổ thụ trên núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cây cổ thụ Đại Hồng Bảo nằm trong khu Cửu Long Khoa, nằm treo leo trên vách núi Vũ Di dựng đứng. Cây chè có tuổi đời 350 năm này chỉ có vỏn vẹn 3 thân và 6 gốc. Chúng thậm chí còn được liệt vào danh sách di sản tự nhiên và văn hóa thế giới. Trên vách núi đó còn lưu giữ phiến đá khắc ba chữ đỏ Đại Hồng Bảo do Hòa Thượng Chùa Thiên Tâm để tặng. Nơi đây nắng chiếu ít, chủ yếu đón tia phản xạ. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, đỉnh vách quanh năm có nước suối chảy qua. Nhưng điều kiện tự nhiên đặc thù này đã tạo nên hương vị độc nhất vô nhị của loại trà Đại Hồng Bảo. Năm 1998, trong lễ hội trà Đại Hồng Bảo đầu tiên ở Trung Quốc, có người đã đấu giá 156.800 nhân dân tệ chỉ để mua 20 gram loại trà này. Năm 2005, mức giá cho 20 gram trà này đã lên tới con số 208.000 nhân dân tệ, tương đương với 10,4 triệu nhân dân tệ 1 kg, gần 37,4 tỷ Việt Nam đồng. Số tiền này hiện nay thừa sức mua được một căn biệt thự tại các thành phố thông thường ở Trung Quốc. Do loại trà này có giá thành cao nên chính quyền cũng hết sức coi trọng. Nơi trồng cây cổ thụ Đại Hồng Bảo trên núi Vũ Di được xếp vào danh sách bảo vệ trọng điểm. Chính quyền thành phố còn đầu tư 100 triệu nhân dân tệ để bảo vệ bụi cây này. Hiện nay, người ta đã ngừng thu hoạch loại trà này. Lần thu hoạch cuối cùng vào năm 2005 chỉ lấy được đúng 20 gram. Số trà ít ỏi này sau đó đã được quyên tặng cho Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.